bên nào cũng cho là đúng. Cho nên tổ Cô La Phạm mới soạn là cái bộ kinh này, nhưng mà rồi cũng được có một thời gian à, chứ cũng ai bằng lòng với ai, không ai bằng lòng với ai hết, bởi vì ai cũng cho là mình đúng. Thí dụ như thật ra bên hệ phái tiểu thừa họ cho là họ làm như vậy là làm đúng, còn bên đại thừa họ cho làm như vậy là đúng, cái nào cũng đúng hết, cho nên cái đúng nó không gặp nhau được. Tới giờ này vẫn như vậy, cái đúng nó không gặp nhau được. Vì vậy mà các vị nhớ, khi các vị nói chuyện với nhau hay các vị bàn luận một việc gì đó mà hai người đều thấy mình đúng hết thì hai cái này đã không được gặp nhau. Hiểu không? Mà mình thấy mình không đúng thì nó mới gặp được. Cho nên người tu nó xả bản ngã. Tại sao quý vị kêu tôi bằng thầy xưng con? Và tại tôi hạ cái ngã cho nên Phật tử mới nâng cái giá trị tôi lên. Chứ mà tôi kêu quý vị bằng con xưng thầy thì coi như cái ngã tôi nó chắc lên cao rồi, quý vị mất cái lòng tin kính trọng đi. Cho nên ngày xưa tại sao người ta có một vị thầy như cha, một vị thầy như một đấng thiêng liêng gì đó, và tại vì cái thầy đó hạ cái bản ngã cho nên đệ tử nó kính trọng mà nó lên cái phẩm vị lên cao. Còn ngày nay thì cái thầy lúc đầu nó tôn trọng, nó cung kính, nó cúng dường rồi nó nuôi cho béo cho bổ lắm, nhưng mà làm Phật lòng nó chửi không còn đáp ơn gì, tại vì mình lên cái ngã mình lên cái phía này nó làm sao nó chặt cái góc ngã xuống. Đó là sự thật. Thành ra đời của tôi duy nhất mấy mươi năm trong đời tôi chưa thọ ơn một đại thiết chủ nào mà gọi là đại thiết chủ riêng lẻ đó. Vậy cho nên tôi sống phay phay, dầu là tôi cũng còn những điều sai trái tội lỗi từ thân từ miệng từ ý, nhưng mà thật sự ra tôi không thọ ơn một người nào, không ai xỏ mũ tôi được hết. Tôi rớt xuống phi trường Mỹ còn 5 ngày nữa là đúng 3 năm tròn. Ngày tôi xuống rớt xuống phi trường Mỹ tôi chỉ có 75 đô la. Mà tới giờ này cũng chưa có một đại thiết chủ nào ở Hoa Kỳ lo cho tôi là người đó là người của tôi hết trơn. Cho nên vậy mà tôi sống rất tự tại, tôi bình đẳng. Mà đúng thì tôi quý trọng, mà không đúng chỗ nào tôi cũng phan. Cho nên vậy mà nhiều người nói tính ông thầy tài thì cũng đông, cũng phan, phan thẳng. Phan không có từ ai mà vậy đó. Thân sơ như nhau. Còn mà mình ngậm vô rồi một cái thì nó giống như cái lưỡi câu nó dính mép rồi thì thôi chịu thôi, chúng con làm gì được hết. Cho nên mình cũng là cái gì đó. Khi tôi giảng pháp đại thừa như thế này là bằng cái tâm bình đẳng, không có thương ai hết, không ghét ai hết. Tuy nhiên phàm phu lâu lâu móc méo, chuyện móc méo là chuyện của phàm phu, còn chuyện Phật pháp là phải làm. Bởi vì cho nên cái hoa sen, quý vị nhớ cái cọng sen từ ở dưới nước dưới bùn nè, nó phải vươn lên, nó vươn lên cho tới gì, tới cuối cùng là nó ra khỏi mặt nước, nó trổ nụ rồi nó ra khỏi mặt nước, nó mới trổ cái hoa, đúng không? À, mà quý vị nhớ ở dưới này là dưới bùn, ở đây là nước, có bao giờ hoa sen nó trổ hoa trong nước đâu, nó phải lòi ra ngoài không trung. Bùn nó biểu trưng cái dục giới, nước nó biểu trưng chân sắc giới và không trung, nó mới trổ hoa. Và cái cọng sen này nè, nó thẳng cho nên nó là thân ngay, ngó rộng, gương đầy hạ. Trong khi các loài hoa khác á thì sao? Nó đủ thứ, nó nhảy đầu này như hoa, cũng là hoa dưới nước mà như hoa súng. Thì cũng như hoa súng nó xem một thứ, hoa các loài dưới nước như là biềm biềm, rồi đủ thứ như là cây gì kia rau dốt này kia nọ, nó cứ một chút xíu nó nhảy nhánh, nó nhảy từ lưa. Còn sen là ngoài đặc biệt, nó có nhảy là nó nhảy ở dưới bùn, chứ không bao giờ nó nhảy ngang, nhảy ngược, nhảy mà nó phải nhảy dưới bùn nó sinh con. Nhưng mà dù ở dưới bùn đi nữa nhưng mà nó vẫn thân ngay ngó rộng, chứ không bao giờ thấy sen mà nó đấy ngặt. Từ khi nó về nhưng mà nó cũng cố nó ngôi lên bằng cái thân rộng. Và cái gì bẻ ra cái gì lấy cái gì thổi nước nó chảy phù, nó không bao giờ bị ngấn ở trong một cái nào nữa.
thì nó biểu trưng với tâm con người. Ai cũng sống trong bùn nhơ, trong dục vọng, trong ham muốn, nhưng mà làm sao tu hành để vươn lên, để trồi lên khỏi tam giới này, mà thân nhai ngó rộng, gương đầy họ, và hoa sen nó có nhân quả đồng thời. Quý vị thấy có hoa nào có nhân quả đồng thời đâu? Chỉ có hoa sen thôi, đúng không? Hoa sen có nhân quả đồng thời. Tôi trở lại tổ của Bồ Tát Thập, mượn cái hình ảnh hoa sen để muốn nói lên rằng Đức Phật ra đời để một hoài bão lớn lao là đưa chúng sanh trở về cho kiến Phật, thì tại sao mấy ông không chịu lấy cái đó mà làm cái lý để tu hành, mà cứ gây cái cãi cũng cho mình đúng, cho nên mới mượn cái bộ kinh Pháp Hoa, dịch giải bộ kinh Pháp Hoa để làm cái nghiệp cầu nối cho các người trí họ ngồi lại, họ hiểu lại. Nhưng mà người trí nghe, chứ còn người mà không trí rồi thì họ cứ cãi tới, tôi không ngồi lại nữa. Cho nên khi tổ cũng lo thật viết cái bộ kinh Pháp Hoa này, tổ có nguyện nếu con viết lại đúng chánh pháp của Phật dạy cho con chết làm một, còn lại một cái gì đó để lại làm lòng tin cho trời người. Thì trong kinh nói gì, cái người nào mà nói chân thật của Phật dạy đó thì người đó chết đó thì sống cũng như chết được là quán trường thiệt tướng. Quán trường thiệt tướng là cái tướng lửa rộng dài. Vì lý do đó mà khi tổ cu ma la thập viên tịch thiêu tổ, mà thiêu tất cả đều cháy rụi mà cái lưỡi không cháy, giống như Việt Nam có Bồ Tát Quảng Đức trái tim không cháy, cái lưỡi không cháy, đó biểu trưng cho cái lời nói chân thật của ba đời chư Phật lưu lại. Mình nhớ không? Cho nên sẵn đây thầy mới nói khuyên các vị, mình sống qua đời mình là Phật tử, ráng nói lời chân thật để kiếp sau mình có ngộng liệu nha. Kiếp này mà mình không có ngộng liệu, không có mong lung ảm á đó là mình có đại phước rồi đó, mà mình được phước như vậy ráng mà giữ nha. Mình thoát được cái nạn mong lung ám á, có nghĩa là câm ngọng đuôi và biết. Cái nghĩa thì thầy trò mình trong này nhìn đâu có ai bị nạn đó, phải không? Thì ráng giữ cho được, kiếp sau đừng có nạn đó được không? Mà muốn như vậy thì kiếp này mình sao? Mình đừng có móc mắt ai thì kiếp sau chắc chắn mình có đuôi mù. Mình đừng có che cánh văn minh của Phật Pháp thì kiếp sau mình không có đuôi mù. Rồi mình đừng có đi móc tay người ta, mình đừng có đi bắn người ta thì kiếp sau mình không có biết, chắc chắn vậy. Mình nghe Phật Pháp mình rằng mình quan hỷ thì kiếp sau mình cái tay mình nó nghe nó thanh lắm. Cho nên người nào mà càng lớn tuổi mà mắt tỏ tay thanh á, là nhờ kiếp trước có nghe Phật Pháp nhiều, nhờ kiếp trước có giúp cho người ta sáng mắt nhiều, cho người ta nghe những điều tốt lành nhiều, thì kiếp này tai nó thanh, mắt nó tỏ. Rồi cái nữa là gì? Ám á, câm ngọng đuôi điếc, câm ngọng ám á, ráng giữ, ráng lời nói lời lành đi, nói lời lành chứ sao nó không có câm, không có ngọng. Chứ còn căng mộng tức lắm nha quý vị. Cho nên kiếp này thiết như quý vị nói, nhiều người nghe thích là do kiếp trước quý vị có nói là làm nhiều. Kiếp này mình nói ai nghe người ta là do kiếp trước mình không có duyên, có duyên làm cho người ta. Có nhiều người mở miệng có duyên, mà nhiều người mở miệng thì sao? Nghe nói vô duyên gì thấy không? Một cái câu nói đó mà cái người có duyên họ nói vô duyên, mà cũng một câu đó đó mà người vô duyên nói với mình nghe nó bực mình sao, đúng không? Vì thế có điều đó. Cho nên ta thấy cuộc đời rồi ta quán chiếu để mà ta sống, ta sống cho nó tốt. Tôi nói cho các vị cũng là tôi dạy là chính tôi. Như vậy tôi trở lại hoa sen. Tổ của La Thập nó có ba ý nghĩa. Một là vị cố liên hoa. Liên là gương sen, hoa là cánh hoa. Khi hoa chưa nở thì gương đã xanh, cho nên gọi là nhân quả đồng, đồng thời. Căn cứ vào quyền Phật Môn thì Phật, thì vị thật thi quyền, căn cứ về tích môn thì tùng bổn thùy tích, nghĩa là theo gốc mà bỏ dấu vết. Như chúng ta chân tánh có trước ngũ uẩn, sinh ra có cá tánh, có cả chân tánh và hợp thể ngũ uẩn. Khi xả ngũ uẩn chân tánh vẫn còn. Mấy này sâu sắc lắm, chỉ đọc cái, chứ còn tôi biết là tôi không có thời giờ để mà chia sẻ hết cái ý này được. Các vị suy nghĩ, con người sinh ra chân tánh ngũ uẩn có một lúc. Dù rằng có khi
ta phàm phu cho nên ta than vãn thì chứ còn chân tánh và ngũ quẩn này nó một lượt với nhau. Nhưng mà một khi ngũ quẩn nó rã, tứ đại nó rã, nhưng chân tánh nó vẫn còn, nó vẫn còn, cho nên nó theo cái nghiệp ác hay nghiệp thiện thì quý vị mới thọ thai trở lại. Thọ thai trở lại thì nghiệp lành thì quý vị được thông minh sáng suốt, giàu sang sung sướng. Nghiệp dữ thì nó trở thành nghèo khổ biên địa hạ tiện, phải không? Nhưng mà bây giờ nếu cuộc đời nó không có nhân quả, Phật không chủ trương nhân quả thì chúng ta cứ làm ác hoài hay chịu nổi. Vì vậy mà phải chủ trương thắng thuần nhân quả, chân lý nhân quả, cứu cánh của nhân quả. Hãy làm lành là nghiệp lành, mà làm dữ nghiệp dữ. Nhưng một khi anh đã làm nghiệp ác, anh bị đọa đày đau khổ, chừng nào anh cảm nhận được cái sự đau khổ đó, anh bừng tỉnh ngộ, anh nhận ra cái chân thật, thì lúc đó chân tánh anh nó vẫn hiện hữu, không hề mất đi đâu. Trời ơi, bài này hay lắm, mà tôi nói một câu chuyện này là quý vị về là bắt đầu đề suy nghĩ. Cho nên bây giờ tôi suy nghĩ rồi, không cần giảng nhiều, phải không? Giảng ít mà quý vị lấy cái đó làm một cái tư lương. Một ngày tụng, một ngày tụng, mình nghĩ là quý vị lấy cái câu chuyện nào đó tôi chia sẻ là một tư lương. Thế nhưng tôi nói mới vừa nói câu chuyện cái chỗ hồi nãy, tôi nhớ lại một câu chuyện mà tôi thường hay giảng. Nhưng mà khi tôi giảng không đúng cái lúc này thì quý vị nghe câu chuyện nó đơn giản. Nhưng mà khi đúng việc thì quý vị câu chuyện đó quý vị nghĩ khác. Ví dụ có một ông, một cái thằng bé, một cái anh thanh niên nọ ham ăn chơi, ham ăn chơi về bà mẹ này, anh ta tán bà mẹ một bọt tai. Câu này tôi thường hay giảng này, câu chuyện tán bà mẹ một tai. Khi chết anh ta chiêu cảm quả báo và đọa trong địa ngục. Địa ngục mà phải mang cái dòng kim tô giống như ông Tô Ngộ Không vậy đó. Nóng, hả, mà anh ta la, càng la thì cái dòng kim tô nó càng nóng, càng xiết cái trán anh ta. Đó, thì quý vị đã xem Tây Du Ký rồi, phải không? Tôi nói về cái gì suy nghĩ đó. Thì cũng như mấy người ở tù, cũng nghĩ mấy người tội đó, ta đồn đó là cái dòng mà dòng số 8 ấy, nó có một cô hồn đó, hãy mà càng nhúc nhích thì nó càng siết vô đó, phải không? Nói vậy để cho người ta làm tội, ta sợ, cho mấy người mà sợ thì nó làm tội vậy, mà nó cũng làm tội dài dài đó. Cho nên tôi trở lại thì cái anh này tán mẹ một tay, anh chết, anh đọa làm xuống địa ngục, ở trong ngục mà mang cái dòng kim cô nóng như vậy. Anh ta la tới đâu thì nóng tới đó, là tới đâu nóng dữ dằn của nó. Anh ta phải hỏi quỷ dương, chừng nào tôi thoát khỏi địa ngục này? Thì quỷ dương mới nói một câu là: anh ráng chờ đợi đi, 10 năm, 20 năm, 100 năm, 500 năm, 2000 năm, anh cứ chờ đợi đi. Trên thế gian này chừng nào có một chàng thanh niên nọ ăn chơi xa đọa đi về bà mẹ này, anh ta đánh bà mẹ hai một tay xuống đây thế cho anh. Thế thì cái anh này anh suy nghĩ cái chỗ này trở về chân tánh là cái gì. Anh suy nghĩ đến nếu như vậy thì chừng nào anh đánh mẹ hai bọt tay được ra khỏi ngục, thì ông Ngụy Dương mới nói tiếp tục như vậy, cứ 10 năm, 20 năm, 500 năm, 1000 năm, 2000 năm, chừng nào thế gian này có người đánh mẹ ba bọt tay xuống thế chứ. Thế thì như vậy cái cuộc đời chẳng lẽ nào mà cứ nói chất chồng như vậy, thì cuối cùng cái nguyên lý của cái kiếp nhân sinh của con người này là đi xuống hay sao? Cho nên anh ta mới phát nguyện giữa hư không, nguyện giữa hư không rằng con nguyện đời đời kiếp kiếp ở trong địa ngục đeo dòng lửa, dòng một dòng, hai dòng, trăm vòng, ngàn dòng, miễn mong sao trên cõi nhân gian này đừng có người nào đánh mẹ một bột tay nào nữa. Tức thời anh ta siêu thoát, dòng lửa tự động nó rớt ra, nó chảy. Thì như vậy thì các vị suy nghĩ câu chuyện này, anh này phát cái tâm như vậy, dầu anh ta đọa trong địa ngục, anh ta làm điều ác, bị nhân quả chi phối, anh ta đọa trong khổ như vậy, nhưng mà khi anh ta bừng tỉnh ngộ thì anh ta bằng một cái chân tâm, phải không quý vị? Chứ đừng nói như vậy là mơ bóp rủi ai làm vậy là nó thôi, làm vậy chừng nào xuống gặp quỷ dương cứ đó câu đó tự động dùng lửa nó rớt ra không có đâu nha. Cái này là bằng cái chân tâm, quý vị nhớ không?
bằng cái lòng chân thật, một cái sự ăn năn chân thật của một con hiếu người con, ăn năn bằng cả một cái tâm giác ngộ, hiểu không? Đó chứ đừng nữa là mình nhớ như vậy, thông minh như vậy là mơ mốt, mình lỡ mình có làm ác mình xuống địa ngục mình cũng kiếm cái lời nào mình nói như vậy để mình siêu thoát, không có, không phải. Siêu thoát là cái tâm, cho nên như vậy mà ngài Địa Tạng sao phải đi tay cầm châu sáng tròn hình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Phải cầm hạt hạt châu là biểu trưng cái tâm trong sáng. Đó, quý vị nhớ như vậy, nhớ nha. Thôi tới đây nghỉ, thì tối nay học qua sen như đây thôi. Vậy nó quý vị thấy chuyện mở mang không? Ráng học tôi đáng, nói hoài. Nếu ngày mai tôi có chết, thì quý vị không cần phải liếm luôn. Rồi, không biết. Chúng sanh vô biên thể mà